Em chào các bác nhá. Hôm nay em có một con máy tiện Mazak lỗ 80. Đấy, nước sơn thì rất là đẹp. Nước sơn này các bác nhá. Đây. Đấy. Nước sơn này còn đến 8 điểm luôn. Đấy các bác ha. Đấy thì hôm nay em xin review cho bác xem. Thì đây nhờ sự hỗ trợ của anh thợ. Thì hôm nay em có chạy con máy này. Đấy thì được cái là lỗ của nó 80, cao tâm. Đấy. Mà tổng chiều dài của nó là khoảng hơn 3 mét. Và cái chống tâm sản phẩm được khoảng 1,5 mét, 1,6 mét. Đây, nó rất là đẹp. Đấy, nên là em sẽ làm review cái máy này cho các bác xem. Đây nhá, mọi cái trên máy này em sẽ soi kỹ cận kẽ này. Đây. Quan trọng ở đây là cái băng trượt êm. Đấy, thì em sẽ đi một vòng quanh máy các bác nhá. Đây. Đây, lỗ này 80 này. Rất lớn luôn. Đấy. Bơm nhớt này. Bơm nhớt này, mỡ nhớt này trong veo luôn. Trong veo, trong gắc luôn. Đấy, mâm cặp thì là ok nhá. Mâm cặp con này rất đẹp. Để tí nữa em sẽ soi luôn cho các bác xem. Chuẩn bị cái rẻ để lau mâm cặp đi. Đấy, ở đây là phần đuôi máy nhá, ủ động 2 cấp. Đấy, băng trượt thì băng tôi. Các bác ha, mà là còn rất chính xác. Đấy. Ở đây á là rất đẹp mà chưa bị va vấp. Chưa bị va vấp va quệt. Rồi tắt số lại đi để anh đi rồi. À, lau mâm cặp cho anh soi lại. Đây. Mâm cặp Takisawa mới bóng lộn luôn. Đấy, có mã luôn nhá, có số seri luôn. Rất ok này. Mẹ ngoài là chưa có chảy xước miếng nào hết luôn. Rất ít khi mà con mâm cặp đẹp vậy. Đấy. Thôi, bây giờ đo kích thước em ơi. Để em đo kích thước cho bác xem luôn nhá. Mâm cặp này là 230. 230 mm. Ok nhá. Rồi. Qua băng này. Qua băng của nó là 500. Qua băng 500 là 250 đấy ha. Đấy, 250 này tức là 500. Ok. Rồi. Qua bàn giao này. Qua bàn giao này là 135 thì tức là được 270. 270 qua bàn giao. Rồi chống tâm này. Chống tâm sản phẩm này 1,635 1,635 thì các bác cứ chống tung ra còn 1,5 mét. Đấy. Đấy thì em review con máy 1,5 mét. Đấy thì các bác có nhu cầu thì liên hệ em số điện thoại trên màn hình. Nhưng mà được cái là nó còn rất là đẹp. Đấy. Rồi bây giờ em sẽ chạy thử hết các số cho bác nha. Hết các số. Đổi số đem ơi. Đấy, giảm thắng cái nó đứng rồi các bác nha. Rồi, ok, số khác. Cứ làm 3 giây một số thôi cho nó nhanh. Để anh đặt thắng nha. Ok, rồi. Đấy, để anh đặt thắng phụ cho. Rồi. Rồi. Ok. À, 160 rồi. Đấy, đặt thắng luôn cho. Rồi. Rồi, ok, số khác. Rồi. Rồi, ok, số khác. Đạp thắng nó đứng cứng ngắc không ạ? Ờ. Ok, rồi. Rồi. Ok, rồi.
Ok, rồi. Ngàn rưỡi hả? Số này bao nhiêu? Ngàn rưỡi đâu? Một ngàn rưỡi, ok. Một ngàn rưỡi. Thắng cái đứng lại luôn à. Rồi. Số này bao nhiêu? Số này là 1005. Rồi. Ok. Quá êm luôn à. Rồi. Rồi. Đây, chạy tự động các bác nhá. Đây, chạy tự động này. Đây. Ok, rồi đảo chiều. Đây. Chiều dưới chạy nhá. Thao tác cái cần này các bác nhá. Rồi, nhả ra đi. Rồi. Rồi, chạy gen. Rồi đây chạy gen nhá. Chạy gen là vít me trên nó chạy nhá các bác nhá. Vít me trên chạy. Rồi ok. Rồi em đã chạy tự động xong, chạy gen xong. Thì các bác có nhu cầu thì liên hệ em số điện thoại trên màn hình. Máy quá êm, quá mới các bác nhá. Đây ủ động 2 cấp nhá. Sáng tinh to luôn. Đây, ủ động 2 cấp. Rồi, em cảm ơn các bác đã theo dõi kênh, em cảm ơn rất nhiều. Nó hơi chảy một tí nhưng mà không ảnh hưởng các bác nhá. Hơi chảy một xíu thôi, không ảnh hưởng. Trên này nó cũng hơi chảy xíu, không ảnh hưởng nhá. À, lỗ này em đo rồi nhá, lỗ 80.